Thưa quý vị khán giả, do bận tổ chức đám cưới nên hai ngày vừa qua Huy Hoàng và biên tập viên Diệu Anh của CCC News không thể làm video để gửi tới quý vị khán giả được. Lời đầu tiên thì Hoàng xin gửi lời cảm ơn đến quý vị khán giả đã nhắn tin hỏi thăm về chương trình cũng như là những lời chúc rất tốt đẹp khi biết tin Hoàng làm đám cưới. Thực sự Hoàng rất trân trọng khi mọi người luôn nhớ đến Hoàng và bản tin. Và không để quý vị đợi lâu nữa, chúng ta sẽ cùng điểm qua những nội dung chính có trong chương trình ngày hôm nay. Và Hoàng xin hứa với quý vị khán giả rằng bản tin ngày hôm nay sẽ không khiến mọi người phải thất vọng. Bộ Y tế ra quy định mới cho phép F0 ra khỏi nơi cách ly, khiến chính lãnh đạo bộ cũng không biết nên hiểu nơi cách ly theo hướng nào, không hiểu F0 có được ra khỏi nhà hay không. Chuyên gia nhận định, Hà Nội rất khó để nói bao giờ mới tới đỉnh dịch. 4 tỉnh bổ sung hơn 100.000 ca mắc, đẩy số ca mắc mới cả nước lên 265.000 ca. Thưa quý vị khán giả, vào tối qua, dư luận xã hội đã dậy sóng khi Bộ Y tế ra quy định mới cho phép F0 được phép ra khỏi nơi cách ly. Khi mà nghe văn bản này, đương nhiên là người dân sẽ hiểu là Bộ Y tế cho phép F0 ra khỏi nhà rồi. Mà không chỉ có người dân tưởng như vậy đâu ạ, mà ngay cả một lãnh đạo thuộc bộ này cũng đã chia sẻ với truyền thông như sau. Nơi cách ly trong văn bản đồng nghĩa với nhà F0 đang cách ly. Và F0 được ra khỏi nơi cách ly, tức là F0 được ra khỏi nhà. Tuy nhiên sau 6 tiếng văn bản được ban hành thì Bộ Y tế đã lên tiếng khẳng định F0 chỉ được ra khỏi phòng cách ly, chứ không phải là nhà cách ly. Nhiều người tỏ ra khó hiểu khi mà cán bộ thuộc Bộ Y tế nói một kiểu, còn một đại diện khác của Bộ Y tế lại đính chính theo một kiểu khác. Bởi vậy mà đã phát sinh một luồng ý kiến cho rằng, điều mà Bộ Y tế thực sự hướng tới đó là cho phép F0 ra ngoài trong tình hình mới. Tuy nhiên khi nhận ý kiến phản đối của dư luận nên đã quyết định thay đổi sau 6 tiếng ra văn bản. Trước đó 2 tuần, Bộ Y tế cũng đã đề xuất cho F0 đi làm, nên việc bây giờ cho F0 ra ngoài đường cũng chẳng có gì làm lạ cả. Thực lòng mà nói, cách dùng từ trong văn bản của Bộ Y tế khiến người dân mỗi người hiểu theo một kiểu. Nhiều khi có cảm giác Bộ Y tế đang muốn khảo sát ý kiến của người dân bằng cách chơi chữ như vậy. Nếu người dân không đồng tình thì vẫn kịp quay đầu đính chính lại nội dung. Chúng ta sẽ cùng bàn luận về vấn đề này trong phần sau của chương trình. Trước tiên, mời quý vị điểm qua thật nhanh những thông tin cũng rất đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Chuyên gia nhận định, Hà Nội rất khó để nói bao giờ mới tới đỉnh dịch. Trong khi lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội khẳng định đang kiểm soát dịch ở trạng thái chủ động, thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu lại đưa ra một dự báo không mấy lạc quan về việc kiểm soát tình hình dịch bệnh trong thời gian tới. Ông cho rằng, hiện khó dự đoán được diễn biến dịch ở Hà Nội, khả năng có thể vài tuần nữa mới là đỉnh. Tình trạng dịch bệnh đang là thách thức lớn đối với hệ thống y tế cơ sở. Nhận định được đưa ra trong bối cảnh Hà Nội ghi nhận trên dưới 30.000 ca mỗi ngày trong suốt một tuần qua. Riêng ngày 12 tháng 3 vừa qua, bổ sung 200.000 ca. Điều này đồng nghĩa với việc tổng số ca nhiễm đã tăng hơn 10 lần so với một tháng trước. Đến nay, Hà Nội ghi nhận tổng cộng hơn 840.000 ca COVID-19, nhiều nhất cả nước. Không chỉ quá tải ở y tế cơ sở, số lượng F0 ở mức độ trung bình và nặng cũng bắt đầu tăng trong những ngày qua. Thực trạng này khiến thành phố phải kích hoạt toàn bộ giường điều trị cho bệnh nhân tầng 2 và tầng 3 ở tất cả các bệnh viện, làm việc với Bộ Y tế và bệnh viện trực thuộc các bộ, ngành trung ương để đề nghị hỗ trợ thu dung bệnh nhân. Ngoài ra, Sở Y tế tiếp tục phải huy động thêm một số bệnh viện tuyến huyện ngoại thành tại Gia Lâm, Thạch Thất, Chương Mỹ, Sơn Tây. Các bệnh viện này có thể dành một nửa cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19, nửa còn lại điều trị các bệnh khác. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Bộ Y tế ra quy định mới cho F0 ra khỏi nơi cách ly, khiến chính lãnh đạo bộ cũng không biết nên hiểu nơi cách ly theo hướng nào, không hiểu F0 có được ra khỏi nhà hay không. Mới đây, Bộ Y tế đã có quyết định về việc ban hành hướng dẫn quản lý tại nhà đối với F0 cách ly tại nhà. Theo đó, Bộ Y tế cho phép F0 ra khỏi nơi cách ly với điều kiện phải mang theo khẩu trang, giữ khoảng cách với những người khác. Tuy nhiên, khi văn bản được ban hành, đã có rất nhiều ý kiến nêu cần định nghĩa nơi cách ly mà Bộ Y tế đang đề cập. Nơi cách ly là phòng mà F0 đang cách ly hay là nhà F0 đang cách ly? Một cán bộ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM HCDC vừa nhận văn bản cũng cho biết nơi cách ly được nêu trong văn bản là hơi đánh đố, chờ giải thích thêm từ Bộ Y tế. Vì nơi cách ly cũng có thể là phòng mà F0 đang cách ly trong nhà, cũng có thể là nhà mà F0 đang cách ly. Trao đổi điện thoại với truyền thông, một lãnh đạo Bộ Y tế cho biết, nơi cách ly trong văn bản đồng nghĩa với nhà F0 đang được cách ly. F0 được ra khỏi nơi cách ly, tức là F0 được ra khỏi nhà và đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch như hướng dẫn.
Vị lãnh đạo Bộ Y tế giải thích thêm, gần giống như việc F0 được phép đi làm nhưng phải tuân thủ theo quy định. Tuy nhiên, đến tối muộn ngày hôm qua, một lãnh đạo Bộ Y tế khác lại cho biết sẽ định nghĩa lại nơi cách ly, đồng thời đính chính rằng F0 cách ly tại nhà chỉ được ra khỏi phòng cách ly, chứ không được ra khỏi nhà. Để tránh dư luận có nhiều cách hiểu khác nhau, tổ biên tập hướng dẫn này của Bộ cũng đã điều chỉnh quy định trên thành người mắc COVID-19 cần hạn chế tối đa ra khỏi phòng cách ly, nhưng không được ra khỏi nhà. Khi ra khỏi phòng cách ly phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách với những người khác trong nhà. Nhiều người cho rằng mục đích ra văn bản lần này của Bộ Y tế là muốn để cho F0 ra ngoài trong tình hình mới. Tuy nhiên, sau khi vấp phải ý kiến dư luận nên đã đính chính. Bởi thực tế, việc F0 tự cách ly điều trị tại nhà phải đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc với người khác là điều đương nhiên suốt thời gian qua. Đâu cần phải ban hành một văn bản mới, rồi sau đó giải thích đều là sự hiểu lầm. Nhiều người đặt câu hỏi, phải chăng Bộ Y tế đang chơi chữ để thăm dò phản ứng của người dân trước khi đưa ra quyết định? Bởi cách đây 2 tuần, Bộ Y tế cũng đã từng đề xuất cho F0 đi làm, thì nay cho F0 ra ngoài cũng chẳng phải là điều gì đó quá lạ lẫm. Xin được chuyển sang thông tin cuối cùng. 4 tỉnh bổ sung hơn 100.000 ca mắc, đẩy số ca mắc mới cả nước lên 265.000 ca. Trong 24 giờ qua, Bộ Y tế công bố 161.000 ca tại 61 tỉnh thành. Ngoài ra, 4 tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình, Vĩnh Phúc và Lào Cai bổ sung 103.528 ca. Như vậy, số ca mắc ghi nhận trong ngày hôm nay là 264.955 ca nhiễm. Hà Nội tiếp tục dẫn đầu với 29.833 F0. Tiếp đó là một số địa phương khác có số ca mắc rất cao là Nghệ An 10.389 ca, Bắc Ninh 7.471 ca, Phú Thọ 6.997 ca, Thái Nguyên 4.979 ca, Hưng Yên 4.840 ca, Hòa Bình 4.675 ca, Hải Dương 4.324 ca, Sơn La 4.169 ca và Lạng Sơn 4.100 ca. Số ca nhiễm mới trung bình ghi nhận trong 7 ngày qua là 164.807 ca mỗi ngày. Trong 24 giờ qua ghi nhận 92 ca không qua khỏi. Số ca không qua khỏi trung bình ghi nhận trong 7 ngày qua là 84 ca mỗi ngày. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.230 ca. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.